Đây một con 254 nha. UNA 254 54cc. Máy rất đẹp. Lốc máy như mới luôn. À, mở bô cho xem cái piston nha. À, piston trắng sáng ha. Còn văng ngang luôn. Còn quăng ngang luôn ha. Bô đây nha. Lắp vào. Đây. Đây là 254 nha. Con này đầy đủ lam xích 3 triệu nha, chưa có dọn. Máy có lửa luôn nha. Ok. Bồ ra đây. Rồi, con này là con 242. Này là 242. Máy chưa dọn thôi nha, rất đẹp luôn. 242. Rất đẹp. Rất đẹp luôn. Này 42cc. Này nằm ok nha. Có lửa luôn. Rồi. Này đầy đủ lam xích ha, là đầy đủ lam xích 2 triệu 8 nha. Này đầy đủ lam xích là 2 triệu 8. Ok. Làm nó tầm dài tầm 50 đến 60 á. Mấy cái này là đều là làm nối không à, làm ghép ấy nha, làm của Hu á. Làm xịn của Hu á. 242. Con này là 262, rất đẹp. Con này thì 3 triệu rưỡi. Đầy đủ lam xích 3 triệu rưỡi chưa dọn nha. Còn con này là 288 nó 10 triệu. Còn con này là con Hu 45cc. Thì cái con này thì nó nổ rồi, con xe nó nổ luôn rồi. Về căn chỉnh thêm là dùng thôi. Con này thì cái con này thì nó giá là nó 2 triệu 8 nha. Con này 2 triệu 8. Xem cho kỹ. Con kia là cao tiền lắm. Nếu mà được ấy thì mua con này là tốt nhất. Con này là 262 62cc. Các cây lớn được. Ngon. Câu nào cũng các cây lớn được hết đó. Nhưng mà con này là cao tiền bóc nhất. Con này thì nó nổ rồi. Về căn chỉnh thêm. Hai con này nữa.